Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh giới thiệu workman cầm tay của One Second Click Buy. Tôi là Hoàng, tôi là người chơi đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc workman đến từ dòng Panasonic. Chiếc workman có mã là Panasonic ZWI XX85. Đây, trước mắt các bạn đây là một chiếc workman đến từ hãng Panasonic có mã là RWXX85 màu gold. Thì tôi cũng sơ lược về chiếc máy này, thì được Panasonic phát hành năm 1998, và Panasonic phát hành có hai màu, đó là màu xanh xám, màu xanh đậm, màu xám và màu gold, tức là có ba màu, xin lỗi các bạn, có ba màu, màu xám, màu bạc và màu gold ha. Thì chiếc máy này nó có kích thước như sau, chiều dài của nó là 109,4 mm, bề rộng là 78,1, bề rộng đây, 78,1, và bề dày của máy là 21,7 mm. Máy nặng 168 gram. Và máy được thiết kế là mặt trước sau là nhôm ha, nhôm. Rồi, chiếc Panasonic RQXX85 này nó có những gì thì tôi sẽ đi mô tả cho các bạn về cái sản phẩm này. Thì trước mắt thì nó sử dụng nguồn là chiếc máy này sử dụng hai loại nguồn, một nguồn là double pin xài pin AA được gắn ngoài thân máy, và một nguồn là pin NIMH được gắn trong thân máy. Và chiếc máy này chân pin rất là đẹp, sạch sẽ ha, chiếc máy rất là mới. Rồi, mặt trước của máy là có gì? Có hệ thống nút điều khiển, ở đây là nút play và nút đảo chiều, đây là nút tạm dừng, đây là nút nét và đây là nút lùi bài. Rồi, mặt đáy của máy không có gì. Mặt bên phải của máy là một vị trí để bỏ pin NIMH, và đây là vị trí để gắn tắp lô pin. Mặt đỉnh thì máy không có gì, chỉ có một nắp nút mở máy, đóng máy. Mặt bên trái của máy đây là nút volume, tăng giảm âm lượng. Đây là nút hold, là khóa các chức năng phím trên thân máy, và đây là một giác cắm điều khiển từ xa và tai nghe. Mặt sau của máy là có cái logo thương hiệu của Panasonic và dòng SBS, và bên này có hai cái cửa sổ băng, nó rất là nhỏ ha. Rất là đẹp. Thì chiếc này là chiếc màu gold, thì một chiếc máy nó rất là đẹp và màu sắc và các vết vết sơn hầu như là người người sử dụng đã giữ gìn rất cẩn thận. Đây là một chiếc máy các góc cạnh không có vết trầy lớn đáng kể. Rồi, tôi sẽ thử phát cho các bạn nghe, và trước khi phát thì tôi cũng xin nói thêm là riêng cái dòng Panasonic RQXX8 XX này thì mọi chức năng âm thanh nó đều điều khiển qua cái remote, nhưng mà rất tiếc là tôi không kiếm không có được remote của chiếc máy này.
Thì chiếc máy này tôi có hai thành phần chính, một cái tắp lô pin và một thân chính. Tôi sẽ phát cho các bạn nghe thử cái chức năng phát của máy này, và tôi sử dụng pin NiMH. Tôi soi cái nội thất bên trong của chiếc máy. Máy đầu tư còn mới và rất là đẹp nha. Và máy này có số series là FE 9BA 98151 ha. Đến từ hãng Panasonic. Rồi. Tôi thử. Tôi sẽ phát thử. Thank you.
Rồi mình đã giới thiệu một dòng workman đến từ hãng Panasonic, đó là chiếc RVSX85 của bên Panasonic và màu gold. Thì chiếc máy này đã được thợ ở Việt Nam đã bảo dưỡng bộ phận cơ học và thay bộ dây đai hoàn toàn mới và hoạt động rất là chuẩn. Xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo. Và xin chúc các bạn có một ngày đầu tuần thật là vui và hạnh phúc. Xin chào tất cả các bạn.